hai cái bát cổ trị giá 200 triệu nó khác cái bát của anh em như thế nào? Nói thật với anh em, đây là một cái sản phẩm ở khách nhà khách nước ngoài nhá. Nói chung là nhìn cái bát này anh em biết là Việt Nam mình đã không có rồi. Đây là cái bát Việt Nam mình này. Đấy. Thì nói thì tại sao nó là cái giá trị 200 triệu thì nói luôn với anh em ấy. Tôi ví dụ anh em nhìn này. Đây trong bát không có một cái gì nhá. Đây là ba vàng đúng không? Khi mà tôi úp cái bát này vào. Ở đây có một cái khiển đỏ nữa em. Anh ấn cái khiển đỏ này thì tất cả anh em đều nhìn thấy đây là ba vàng đúng không? Đấy, ba vàng rất là rõ nét đúng không? Đấy, đây là một cái bát nữa này. Tại sao có giá trị như vậy? Anh em nhìn kỹ cho tôi này. Bên trong là không có một cái gì này. Đây là tôi để là tứ vàng này. Anh em úp vào như này. Và anh em bấm cái khiển này thì anh em sẽ nhìn được bên trong nó là bốn cái vàng đúng không? Thì em một cái trắng à? Bốn vàng đúng không? Đấy, bốn vàng này. Ok chưa? Còn đây là cái bát Việt Nam này. Nói thật với anh em, ở đây trước mặt anh em là ba cái sản phẩm bát hình nhưng là dòng này dòng cao cấp đấy, cho anh em xem bốn vàng luôn. Bây giờ tôi để là ba vàng một trắng như này, mà cái bát này nhá anh em nhìn này, giơ vào anh em, anh em úp vào này thì anh em nhìn nó sẽ là toàn bộ là trắng hết đúng không? Đấy, ok chưa? Thì bây giờ như này nhá, tại sao cái bát này nó lại không nhìn được thì tôi nói luôn, cái dòng này đấy là dòng rẻ tiền cho hàng Việt Nam mình đấy. Anh em nào khách nào mà ít tiền mà muốn đầu tư cái bát để chơi quân đá bài này thì anh em có thể dùng thoi bát này, tôi cho anh em xem luôn này. Đấy, sóc anh em có thể nhìn được kết quả trong bát trong đĩa. Như thế này thì nó về là đôi, sấp đôi. Mà anh em xem sấp đôi này. Nhưng mà cũng là cái sấp đôi mà vị Thăng Long này thì chắc chắn là anh em sẽ không nhìn được này. Đây tôi để cho anh em vị Thăng Long này. Cũng là sấp đôi nhá. Nhưng mà khi mà đưa cái này vào thì anh em lại không nhìn được nữa. Đây. Đấy, thì nó nhìn nó sẽ bị lẫn màu. Anh em hình dung là lẫn màu như nào? Lẫn màu tức là ở đây là màu trắng màu vàng nó sẽ lẫn nhau, thì đây là cái dòng đen trắng. Còn đây là cái dòng cao cấp đấy, anh em nào muốn chơi hàng cao cấp, cái hàng này là do là khách ở Việt Nam chơi kiếm được rất nhiều tiền rồi đấy, sau đó là khi mà người ta đi sang nước ngoài người ta sẽ nhờ mình làm cho một cái bát như này, làm một đôi luôn nhá anh em, hình dung là nếu như chơi được người ta mới đặt cả đôi, còn nếu anh em mà chơi mà không hiệu quả ấy, anh em làm gì có tiền mua hai cái bát một lúc đúng không, nên là người ta kiếm rất nhiều tiền nhờ bát hình rồi. Hàng này hàng không tăng 100%. Anh em nhìn này, tôi cho anh em sóc lên cho anh em xem thực tế này. Sóc xong này, anh em chỉ cần nhấn vào cái khiển này anh em sẽ biết kết quả. Ui thì ba vàng là một trắng đánh cả người vào luôn này, mà ba vàng một trắng cho anh em nhìn này. Đấy, cho anh em kiểm tra chất lượng luôn này, bát đĩa ok, cho một cái điện thoại đây cho anh em xem tại sao bát hình công tang nó như thế nào này. Đây nhá anh em nhìn này, soi xuyên qua đít bát này. Đấy, đít bát là hơi mờ tí nhưng anh em nhìn này, thành bát là không có một gì cả, đít bát này đấy anh em thấy chưa, không có một cái gì bên trong bát cả. Đấy, nhìn cho anh em làm lại cho anh em xem một lần duy nhất nữa này, ba là sóc này và anh em có một cái khiển này anh em ấn pháp đấy, ba vị ba vị trắng ba vị trắng một vị vàng này, mở anh em nhìn này ok chưa. Thì anh em nào muốn kiếm cái bát 200 triệu như ông khách nước ngoài này thì liên hệ trực tiếp cho số điện thoại trên màn hình nhá, tôi để trên màn hình nhé, anh em liên hệ cho Vũ Hoàng Dầu ok anh em.